Thưa quý vị, thưa các bạn, bưởi Đại Minh là giống bưởi ngon nổi tiếng, sánh ngang với bưởi Nam Roi, Phúc Trạch, bưởi Diễn, bưởi Thanh Trà cùng bưởi Đoan Hùng tạo thành vùng quả đặc sản khu vực miền núi phía Bắc. Bưởi Đại Minh ngon có tiếng, từ lâu đã trở thành đặc sản của vùng quê này và là niềm tự hào của người dân Yên Bái. Trong số loại cây ăn quả bản địa có những cây bưởi ngọt, bưởi chua gốc to, cả người ôm. Quả sai chĩu cành, da mỏng, múi mọng. Bưởi ngọt thì ngọt mát có mùi thơm dịu, bưởi chua vẫn có vị ngọt riêng không quá gắt như nhiều giống bưởi chua khác. Vào mùa thu hoạch, bưởi Đại Minh được các thương lái tới tận nhà vườn để thu mua. Thậm chí các thương lái muốn có bưởi Đại Minh còn phải đến tận vườn bưởi từ khi trái còn nhỏ để thỏa thuận, đặt cọc với chủ nhà, đến khi thu hoạch để họ giữ lại bán cho mình. Hiện nay xã Đại Minh có thu nhập rất cao nhờ vào trên 80 hecta bưởi. Rất nhiều gia đình trở nên giàu có nhờ vườn bưởi Đại Minh. Bình quân thu nhập hàng năm từ cây bưởi của các hộ trong xã từ hàng chục triệu lên tới cả trăm triệu đồng. Bưởi của Đại Minh thì cái chất lượng rất là thơm ngon và có nhiều dinh dưỡng bổ dưỡng hơn với các cái dòng bưởi khác. Mà năm 2016 đã được Bộ Công Thương và đã cấp giấy chứng nhận thương hiệu bưởi Đại Minh. Với sự hỗ trợ của nhà nước thế rồi thì là của cái hợp tác xã Việt Gáp là hướng dẫn cho bà con tôi là canh tác trồng theo cái phương pháp là hữu cơ thế rồi thì là chăm cho nó để nó đảm bảo về an toàn thực phẩm, thế nên là quả bưởi nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Và hiện nay là cái hợp tác xã Việt Gáp chúng tôi là chất lượng bưởi là nó đã ổn định và cũng đủ cái tiêu chuẩn để mà đưa ra thị trường an toàn. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là nhà nước thế rồi thì các cái cơ quan chức năng tạo điều kiện là hỗ trợ cho người dân về cái tìm cái đầu ra để cái đầu ra nó được ổn định. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện thì chúng tôi đã thực hiện những cái đề án đề tài để chuyển giao khoa học công kỹ thuật cho bà con nhân dân. Đặc biệt là chúng tôi xây dựng cái sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện là 30 ha và chúng tôi thực hiện một cái dự án nữa là dự án chuỗi và sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ là trên 20 ha trên địa bàn xã. Và trong những năm qua thì đối với sản phẩm bưởi Đại Minh đã từng bước được khách hàng ở các địa phương đón nhận. Bưởi đặc sản Đại Minh được trồng chủ yếu tại hai xã là Đại Minh và Hán Đà của huyện Yên Bình với diện tích hơn 450 ha. Hàng năm cho sản lượng trung bình đạt 120.000 tấn và doanh thu 180 tỷ đồng, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho hơn 3.000 hộ nông dân. Sản phẩm bưởi Đại Minh gồm hai loại. Loại bưởi non là cây có tuổi đời từ 5 đến 15 năm cần tiêu thụ ngay trong tháng 10 do không để được lâu với số lượng khoảng 4 triệu 200 ngàn quả bưởi. Bưởi già là cây có tuổi đời trên 15 năm, thời gian thu hoạch từ tháng 11 đến hết tháng 12 với số lượng cần tiêu thụ gần 8 triệu quả. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thương lái ngoài tỉnh không thể đến vườn, người trồng bưởi đang đứng ngồi không yên vì đầu ra ách tắc. Do cái tình hình COVID-19 trên làm ảnh hưởng rất lớn cái việc tiêu thụ bưởi Đại Minh, cho nên người dân Đại Minh rất là lo trong việc tiêu thụ hết cái sản phẩm này. Thế nhưng mà ngay từ vào đầu vụ thì được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, đặc biệt là Sở Công Thương và huyện ủy và các cơ quan chức năng huyện Bình cũng đã tổ chức các cái hội nghị giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ người dân để tiêu thụ cái số bưởi này. Và đặc biệt hợp tác xã chúng tôi thì cũng đã có cái chương trình là sẽ hỗ trợ người dân vận chuyển từ đầu vườn đến kho chứa và tiêu thụ toàn bộ số bưởi của Đại Minh. Chủ động ứng phó hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến tình hình tiêu thụ của bưởi đặc sản Đại Minh năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã xây dựng hai phương án gồm tiêu thụ sản phẩm nông sản trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 được khống chế, các hoạt động trở lại bình thường trước tháng 10 năm 2021 và phương án tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Các phương tiện vận chuyển không thể lưu thông đến các tỉnh, thành phố cùng những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khâu lưu thông để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Yên Bái cũng có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cho sản phẩm này. Để tìm được đầu ra cho quả bưởi này một cách bền vững thì bản thân là trung tâm xúc tiến của Sở Công Thương Yên Bái đã hỗ trợ các doanh nghiệp và tìm mọi cái giải pháp để đưa cái quả bưởi đó được tiêu thụ trong cái hệ thống siêu thị. Quả bưởi mà trong cái tình hình dịch bệnh
thì chúng tôi cũng đã triển khai cái việc là phối hợp với hợp tác xã bưởi của Đại Minh, là chúng tôi đưa cái quả bưởi đó giới thiệu trên cái sàn thương mại điện tử của Sở Công Thương của tỉnh Yên Bái, cũng như là đã đưa cái sản phẩm bưởi Đại Minh lên cái sàn của Viettel cũng như là của Bưu Điện. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch là giới thiệu tiếp tục quả bưởi đó lên một số cái sàn đang tiêu thụ mạnh, ví dụ như Sen Đỏ, ví dụ như Shopee. Với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, các sở, ban, ngành tin tưởng đặc sản bưởi Đại Minh gắn với du lịch trải nghiệm sẽ ngày càng đứng vững trên thị trường, góp phần đưa thương hiệu và sản phẩm du lịch của huyện phát triển đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.